cái lane này á, mình đang chạy lên số 1 này là ưu tiên, mà sao ít xe chạy, nó chạy lên giữa. Cái con mình chạy cái lane này chỉ xe hơi với xe dưới 15 chỗ chạy thôi à, mà người ta ít chạy. Mà cái lane này nó hay quẹo nhiều phải không? Để nó hay quẹo nhiều với lại để cái đó. Để cái này ở đây. Đó thì ra thấy không, xe chạy cái lên giữa. Này tới đây. Lỡ tới đây mà không ấy vô được. Ừ. Thì xe lần đó nó quẹo. Đó quẹo này mà không ấy được. Là cái lên giữa thì chỉ là lên hỗn hợp là xe tải với đồ chạy chung cho container luôn. Đó là nó vậy đó. Thấy không? Cái lên này không chạy. Ưu tiên không chạy. Cái lên này thả ra. Chỉ dành xe tải, xe khách 30 chỗ trở lên không vô đây được. Vô lại mấy khu quẹo nè. Lên này là lên số 1, lên giữa là lên số 2. Mới là tới là lên số 3 trong lại. Chứ không phải là điểm từ trong đứng ra. Cái khu quẹo. Nó hai khu quẹo phải không? Nó hai quẹo trái á. Trái. Chú ý bên trái mà. Mình quẹo trái mà đèn đỏ mình đậu đó mình đi thẳng là mình lỗi. Mình cản cái người đều quẹo trái. Lúc tới nhà bạn sang em rồi đó. À. Thôi như quên đi. Không chỉ liếc thế thôi. À chỉ liếc thôi. Anh liếc thì quá. Sắp vào khu dân cư. Cho Thảo liếc 50 nữa sao qua cái trạm nè. Mà cái trạm giờ nó xóa rồi, nó không có thu nữa. Mà cái mình để y mình đạp lố là công an đứng đây lụm. Đây giờ bỏ rồi lâu rồi, nó chưa dở. Ừ. Lụm cái tốn tiền. Đường này chưa dở rồi. Chưa dở nhưng mà nó cũng xóa chạm rồi. Biển báo. Tốc độ giới hạn 90 km/h. Túc Trinh. Tại cái dòng xoay nó không có đèn. Tốc độ giới hạn 80 km/h. Nó ngán mày không. Sắp đến trạm thu phí. Nếu mình không có chờ. Tiền là nó tự động. Biết có được vậy không? Không.
bán cô ấy còn thối tiền lâu cái này là cái nào cũng dễ đi. Phía trước có camera phạt nguội. Đường muốn hư luôn rồi các bạn nha. Sắp đến biển báo. Do nè. Ừ, 60.2 nè. Không tới giờ ơi. Để luôn rồi. Chưa mà. Vô rồi, hút không để kiếm chỗ nào nó có ấy dừng tôi dừng cho. Dạ của bà Rê 60 quá. À, thì sao mấy triệu mà Mỹ gì Mỹ ta mấy trăm triệu. Mới ấy mà nó chạy thì hồi nó mua mới luôn mà có sắm mấy triệu mà Mỹ gì nó nhái chiếc Rebel quá thôi. Rebel ở nước Mỹ mua cái đó không có dán keo chạy được thời gian này lại chạy tiếp không ổng ra đem ra tao làm cái này bán được có lợn được có ba mấy triệu lỗ nữa mà lần là chữ lông nữa chữ nó mặn nó chạy không nổi nó, con khói nó nhỏ mà lông nó giờ chú bắn tôi cái tiền đó bây giờ bỏ bớt thôi còn chú không đi chữ quá trời tôi phải còn còn mẹ còn có 3 triệu mấy á cừ chú bỏ bớt chú không tôi lấy nó chữ mà lông quá trời còn có 3 triệu mấy á cừ tất chữ gì không trẻ nó nuốt dưới tầng trẻ nuốt trẻ đòi đi giờ máy móc rồi mà thôi nó chở mình đi lần đi xuống dưới bữa hàm lần thôi không đi nữa máy nó yếu xe nó nặng rồi nó chạy lục cục cục mà cái chạy tới ngày mình là căng đỏ rồi nó chạy không nổi đâu giải chốt kịp đâu thôi xe đi bố phố đi yếu phải về số thấp luôn số 2 luôn chạy nói rồi chờ Nguyễn Quang chạy chút xíu là lên cái căng đỏ thằng Nhơn nữa mà chạy với bán được nữa cũng đỡ để chậm thôi tải lại nhiều chiếc tải chạy dữ lắm chạy không lợi nữa. Nhiều chiếc nó chở nặng quá sợ nổ vỏ xe tải mình bị rớt lại này là ra Đức Mẹ Tà Bao à Tân Linh lên quốc lộ 55 mình mới ra năm mốt mình chứ Sài Gòn chứ từ 50-59 Bà Rịa 72
chạy full luôn là sao chạy yếu. Chạy gì hao xăng nha. Chạy tốc độ cao vậy nó hao xăng. Chơi gì cũng vậy, chạy nhanh là hao xăng. Chốt nhiều. Không, thí dụ mình chạy 100 cây số mà mình chạy chậm á là nó ít hao hơn, đúng cái từ chỗ này đến chỗ kia đó là 100 cây. Mà mình chạy riêu riêu 60-70 á thì nó ít. Cái công dụng là nó lấy nước nó bán rồi. Tôi đây còn giá mấy cái ở nhà tôi giá không biết bao nhiêu cái.